những món đồ hàng hiệu khoe đẳng cấp của đại gia Việt thời bao cấp. Nếu như tiêu chí để đánh giá đại gia hiện đại là nhà, là siêu xe, máy bay hay tài sản quý giá tiền, thì thời bao cấp, người có tiền cần phải có một hoặc tất cả những món đồ dưới đây. Thứ nhất, tiêu chuẩn bộ cánh hàng hiệu thời xưa là sở hữu mũ cối. Mũ cối Trung Quốc có giá rất đắt, bằng một chỉ vàng vào những năm 80, khoảng 80 đồng. Vào thời kỳ cao điểm, giá mũ cối có thể lên tới 150 đồng, gần bằng 2 chỉ vàng. 2. Quần bò Thái Lan, bán rẻ cũng có giá 2 chỉ vàng. Đối với những mẫu độc và lạ, các đại gia sẵn sàng bỏ ra 4 chỉ để dinh về. 3. Dép đúc. Trong thời chiến, khi mà người ta đi chân đất, quốc mộc và dép cao su sỏ bốn quai là chủ yếu, thì những chiếc dép đúc được coi là một loại dép quý phái. Vì vậy, dép đúc chỉ là mốt của các dân chơi phố huyện. Ở Hà Nội và các thành phố lớn thì dép nhựa tiền phong màu trắng mới là sành điệu. Sau chiến tranh thì dép Lào mới được xem là mốt thời thượng. Dép có đế càng dày thì càng sang trọng. 4. Đồ chơi công nghệ thời kỳ này là đồng hồ Patek của Liên Xô, một trong những khát khao được sở hữu của giới có tiền. Nhưng đồng hồ Patek bắt đầu thất thế trước sự xuất hiện của đồng hồ Seiko đến từ Nhật Bản. Những chiếc đồng hồ chạy tự động, không phải đến giây, lại hiện ra cả thứ ngày tháng này, quả là quá sang trọng. Đến nỗi trong dân chúng đã xuất hiện câu ca dao, một yêu anh có Senko, hai yêu xe đạp Peugeot đón nàng. 5. Ở cái thời mà xe đạp còn là cả một gia tài, thì xe Favorite, một loại xe của tiệm khắc cũ, xứng đáng đứng ở vị trí đầu đối với giới nhà giàu. Thời kỳ ấy, xe đạp phải có biển số, được kiểm soát bằng giấy chứng nhận sở hữu của cơ quan chức năng. Favorite giữ vị trí top đầu với sự sang trọng, với câu chuyển miệng nổi tiếng. Làm trai cho đáng nên trai, có Favorite có đài dắt lưng. 6. Là thu giữ trong đế chế xe đạp, nhưng so với xe máy Peugeot, đẳng cấp của Favorite còn kém một bậc. Xe Peugeot còn được gọi là xe lơ, đã đi vào dân gian một cách rất hóm hình nhưng cũng đầy thực tế. Đẹp trai đi bộ không bằng mặt dỗ đi lơ. Hiện nay, xe Peugeot vẫn được dân chơi xe cổ ưa chuộng, giá của chúng có thể lên đến vài ngàn USD. 7. Mẫu Honda Cup huyền thoại cũng là cả gia tài của những người có tiền. Chiếc Honda Cup đầu tiên xuất hiện vào năm 1958 và khi đến Việt Nam, nó đã tạo nên một lịch sử oai hùng khi thống trị đường phố Việt Nam gần nửa thế kỷ. Đến tận những năm 1990, gia đình nào có một chiếc xe cúp trong nhà là cả một gia tài lớn. Chiếc xe cúp đi vào đời sống người Việt phổ biến đến nỗi trong dân gian truyền miệng câu nói nổi tiếng. Trăm lời anh nói không bằng làn khói Honda. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng phải thốt lên: bây giờ yêu nghĩa là vèo xe cúp, xe đạp anh xì lốp cả tứ mùa.